Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 17 tháng 11, Thánh Elizabeth Hungary. Ngày 18 tháng 11, lễ cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô. Những vết thương lòng từ bao năm qua con xa Chúa trong đời. Những đắng cay tâm hồn từ bao năm qua con bỏ Chúa lâu rồi. Con quên làm dấu thánh giá, con không còn nhớ đến Chúa trong cuộc đời. Con không còn biết đến Chúa trong cuộc đời. Một ngày con trở về, một ngày con trở về. Chuyện đạo, chuyện đời, ngày 17 tháng 11, Thánh Elizabeth Hungary. Ngày 18 tháng 11, lễ cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô. Ngày 17 tháng 11, Thánh nữ Elizabeth Hungary. Elizabeth sinh năm 1207, là con vua Andrei thứ hai nước Hungary. Ngài đã được hưởng giàu sang chức tước ở đời, nhưng cũng gặp phải rất nhiều gian nan thử thách. Lên 4 tuổi, theo phong tục thời đó, Elizabeth đã được cha mẹ đính hôn với hoàng tử Louis miền Thuringia. Em bé 4 tuổi mặc áo nhung đeo vàng, người ta dẫn tới Thuringia được đính hôn với hoàng tử Louis 11 tuổi, con của Lagrave miền Thuringia. Và theo thói thường, ngài lớn lên tại cung điện Thuringia. Elizabeth xem ra đã được tiền định với niềm vui, được cầu nguyện hãm mình và mỗi ngày hy sinh một điều thích thú. Nếu trong một cuộc chơi mà thành công rực rỡ, ngài không quá vui và ngừng lại. Một phần những cái người ta cho Elizabeth thường là tới tay người nghèo. Rồi ngài sớm thấy một đau khổ khác. Không phải mọi người đều vui lòng khi thấy ngài lớn lên trong đạo đức tốt lành và quảng đại như vậy. Hoàng hậu Sophia, mẹ của Louis, tức giận vì sự hoàn thiện này. Khi bà dẫn Elizabeth cùng với cô con gái của mình tới nhà thờ, cả hai trang điểm như công chúa, thì Elizabeth lại cởi cái vương miện bằng đá ra và nói không muốn mang nó đến trước mặt Thiên Chúa, phải đội mạo gai. Chúa đội mạo gai, còn con đội vương miện sao coi được. Thế là hoàng hậu Sophie và con của bà khinh bỉ và tuyên bố rằng Elizabeth bất xứng để làm vợ của bá tước. Nhưng khi Louis trở lại triều đình, chàng ngây ngất vì vị hôn thê trẻ của mình. Chàng chọn làm châm ngôn những đức tính đạo đức trong sạch và công bình. Chàng đã cử hành hôn phối sớm hết sức có thể, lúc chàng 20 tuổi và nàng mới có 14 tuổi. Hai vợ chồng sống chung thật hạnh phúc, chung lý tưởng, bác ái, yêu người. Năm sau họ có con đầu lòng, và 2 năm sau nữa sinh đứa con thứ hai. Các đầy tớ của Elizabeth nói về ngài rằng bà kêu đến Chúa trong mọi hành vi, bà sống khiêm tốn, rất bác ái và say mê cầu nguyện. Ngày sống của nữ bá tước được dành cho công việc cầu nguyện, làm việc bác ái cùng với các phụ nữ dệt len cho người nghèo, rảo quanh các làng quê phân phát các đồ cứu trợ. Louis, một hiệp sĩ hào hùng, rất lịch thiệp, là bạn trung thành nâng đỡ Elizabeth trong đường thánh thiện. Ông yêu người vợ không những có khuôn mặt khả ái, mà còn có một tâm hồn dịu hiền. Người ta thích kể lại một huyền thoại làm đẹp cuộc đời thánh nữ như sau. Vào một ngày mùa đông, Louis đi săn về, gặp vợ cong mình xuống dưới sức nặng các đồ ăn giấu trong vạt áo. Ông hỏi, này,
Em mang gì đi đó? Mang gì vậy? Nàng phân vân tiến đến, mở áo choàng ra. Ông chỉ thấy những bó hoa hồng trắng rất đẹp, không mùa xuân nào có được. Vị bá tước xúc động vì phép lạ, ông yêu ái người vợ lý tưởng của mình hơn nữa. Còn chính Elizabeth thì gia tăng việc bác ái. Ngài săn sóc các bệnh nhân nghèo, cấp đồ ăn cho họ, băng bó các vết thương. Vào một ngày thứ năm tuần thánh, Elizabeth đã hôn chân các người cùi mà ngài tập họp lại. Dưới những chiếc áo sang trọng, Elizabeth giấu một chiếc áo nhậm. Không ai nghi ngờ về sự khắc khổ của ngài. Isentrut, người đầy tớ theo ngài và có nhiệm vụ đánh thức ngài ban đêm để cầu nguyện, đã làm chứng rằng ngài hoàn thành những công trình bác ái trong tâm hồn vui tươi và không đổi nét mặt. Chính Elizabeth đã nói về những người nhân đức mặt mày ủ rũ, ủ rột như sau. Họ có vẻ muốn làm khiếp đảm Thiên Chúa nhân lành, trong khi ngài lại yêu thích những kẻ cho đi một cách vui tươi chứ không sầu héo như thế. Elizabeth rất thương người nghèo khổ bệnh tật. Ngài yêu thương chăm sóc họ như lo cho Chúa. Có thể nói ngài coi họ như Chúa Giêsu. Chính linh mục Conrado là cha linh hướng của ngài đã làm chứng. Elizabeth bắt đầu nổi tiếng nhân đức. Suốt đời bà là người an ủi những người nghèo khó, nhưng bây giờ bà hoàn toàn trở thành vị cứu tinh của những kẻ đói ăn. Bà ra lệnh xây cất một bệnh viện gần lâu đài của mình. Tại đó, bà đón nhận nhiều người đau khổ và tàn tật. Bà làm việc từ thiện một cách quảng đại đối với tất cả những người đến xin bố thí ở đây cũng như trong toàn lãnh thổ thuộc quyền cai trị của chồng bà. Bà cũng phát hết hoa lợi cho bốn hầu quốc của chồng. Bà quảng đại đến nỗi sau cùng phải bán cả trang sức và y phục quý giá để giúp người nghèo. Bà có thói quen mỗi ngày hai lần, sáng và chiều, đích thân chăm sóc các bệnh nhân, đích thân chăm sóc những người bệnh ghê gớm nhất trong bọn họ, cho họ ăn, giúp họ ngủ, cõng họ đi, cùng làm nhiều việc nhân đức khác. Tất cả những việc này không làm phật lòng chồng bà chút nào. Ông cũng là người đáng ghi nhớ và trân trọng. Trong số những người bệnh tật, Elizabeth thương mến những người bệnh phong cùi hơn hết. Hàng ngày Elizabeth chăm sóc họ, lau rửa các vết thương lở loét cho họ, chăm sóc cách riêng một trẻ bị phong cùi trong nhà, đặt nằm ngay trên giường của ngài. Louise phải ra trận. Đây là lúc nữ bá tước đau đớn nhất và tăng thêm lời cầu nguyện và đánh tội. Thánh nữ vẫn thường bối rối lo sợ những bất trắc mà lãnh chúa có thể gặp phải. Gặp buổi đói ăn, thánh nữ nhiệt thành nâng đỡ người nghèo, phân phát hết lúa gạo dự trữ. Ngài hy sinh cả những nữ trang và đá quý của mình. Elizabeth thiết lập những nhà thương. Dân chúng gọi Elizabeth là mẹ. Khi chồng trở về, Elizabeth nói: em đã dâng cho Thiên Chúa những cái thuộc về ngài, và xin ngài bảo vệ những của cải của chúng ta. Đã đến lúc những thử thách lớn lao đưa Elizabeth tới đỉnh cao thánh thiện. Chúa thường cho những kẻ người thương được vác khổ giá với người, để họ nên giống người hơn, nhất là để cho họ được thông phần vinh hiển với người. Năm 1227, chồng của Elizabeth đi chiến đấu bảo vệ thánh địa với đạo binh thánh giá đã bị tử trận. Nghe tin như sét đánh, Elizabeth như muốn điên lên. Vài ngày sau, thánh nữ sinh hạ người con thứ ba. Chồng mới chết được vài ngày thì sinh hạ người con thứ ba. Elizabeth như điên lên vì đau đớn, nhưng cô đã chứng tỏ lòng can đảm từ bỏ mà cô đã tập từ buổi thiếu thời. Đau khổ mất chồng chưa kịp nguôi thì gian nan khác lại dồn dập chút xuống. Người em trai của chồng lên chiếm ngôi vua, đã đuổi Elizabeth, chị dâu và các con ra khỏi hoàng cung, lại cấm dân chúng không ai được phép cho Elizabeth và những đứa con ấy trú ngụ.
giữa mùa đông lạnh lẽo. Với hai người con dại níu bên tay, bà dẫn con đi lang thang rày đây mai đó, trên những nẻo đường sỏi đá, tá túc ở trong chuồng heo cũ, và đã biết khốn cực là gì, rồi hàng ngày phải đi ăn xin để nuôi con. Khốn khổ tột cùng, nhưng thánh nữ cũng một lòng tin tưởng tuyệt đối, phó thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, chấp nhận hy sinh, sẵn lòng vâng theo ý Chúa. Ngài vẫn cảm tạ Chúa đã bóc lột Ngài như thế. Và trong một nguyện đường các anh em hèn mọn, Elizabeth đã đặt tay lên bàn thờ, thầy hứa từ bỏ tất cả. Song Chúa không bỏ kẻ kiên tâm vững dạ trông cậy Người. Khi đoàn thập tự trinh trở về, họ bắt buộc em chồng của Ngài phải trả ngôi vua cho cháu là con của Elizabeth. Thế là thánh nữ được khải hoàn trở lại hoàng cung. Triều thần đón rước long trọng, dân chúng nhiệt liệt hoan nghênh. Nhưng Elizabeth không màng tới bả danh vọng phù hoa đó. Ngài từ bỏ tất cả, đến sống trong căn nhà lụp sụp gần tu viện Thánh Francisco và xin nhập dòng ba, sống trọn đời hy sinh vì Chúa, vì người nghèo. Cậu của Ngài là giám mục miền Bắc Bè, rất muốn Elizabeth tái giá và còn gọi Ngài tới lâu đài Hôte Francoise, nơi đặt các xương cốt của chồng Ngài. Khi nhận xương cốt của chồng, Elizabeth dâng lời nguyện vâng phục và tạ ơn Thiên Chúa như sau: Lạy Chúa, đây là người con yêu biết bao, nhưng Chúa biết con không hối tiếc việc hy sinh người con yêu cho Chúa. Anh đã tự hiến mình cho Chúa, con cũng hiến dâng anh cho Chúa để yểm trợ thánh địa. Nếu được, con cho cả thế giới để đổi lấy anh, rồi chúng con cùng đi ăn xin với nhau. Nhưng con xin rằng nếu trái với ý Chúa, con sẽ không muốn chuộc lại sự sống của anh cả đến sợi tóc đi nữa. Nguyện ý Chúa thành sự trong chúng con. Người quá phụ trẻ không muốn có phần gì đối với vinh hoa trần thế nữa. Bà mặc áo dòng ba Francisco và dùng tiền của chồng để lại để điều hành một nhà thương, là nơi mà bà ngồi ăn chung với các bệnh nhân nghèo khó. Sau cùng, bà ở trong một ngôi nhà bằng cây vách đất, bà dệt vải để nuôi thân và chịu những hy sinh cực khổ hơn nữa. Cha giải tội của Elizabeth là Công Rạt thấy sự dịu hiền của Elizabeth, tạo nên cảm tình với hai người bạn từ hồi trẻ và nay đang theo Ngài, nên không cho Ngài giữ họ gần mình nữa. Thay vào đó là một người trẻ vô giáo dục và một bà điếc lác khó chịu. Elizabeth phải sống với hai người này, một người trẻ vô giáo dục và một bà già điếc lác khó chịu. Elizabeth đối xử với họ một cách âu yếm như với bạn bè và giành lấy những công việc gớm ghiếc nhất. Một đứa trẻ bất toại, Ngài săn sóc bắt Elizabeth thức dậy mỗi đêm 6 lần. Và chính Ngài giặt giũ quần áo hôi hám của nó. Khi đứa trẻ chết, Ngài thay vào đó một đứa trẻ phong cùi và nói: Tôi đang cởi dây giày cho em. Đối với tôi, Chúa Giêsu đang ở vào vị trí của em. Đứa trẻ chết, thêm một người bị chứng tóc sống bên Ngài. Vị hướng dẫn còn dùng đến những cư xử nghiệt ngã lạ lùng. Nhà chép sử nói rằng ông ta có thể đánh vào mặt Ngài, nhưng thánh nữ đủ mạnh để chịu đựng như một người đang chiêm niệm. Elizabeth qua những giờ ngây ngất và nét mặt trở nên rực sáng. Nhưng Elizabeth yếu dần và qua đời lúc mới 24 tuổi. Như lời cha linh hướng của Ngài nói: Trước lúc bà chết, tôi đã giải tội cho bà. Tôi hỏi bà định thế nào về số tài sản và bất động sản của bà. Bà trả lời: Phân phát tất cả cho họ, trừ chiếc áo dài tồi tàn mà bà vẫn mặc, và bà muốn khâm liệm với chiếc áo dài đó. Sắp đặt hết mọi việc, bà năng nói về những điều hay nhất mà bà nghe được trong bài giảng. Rồi rất sốt sáng, bà phó thác mọi người chung quanh cho Chúa,
và chút hơi thở cuối cùng một cách êm ái như đi vào giấc ngủ vậy. Đó là ngày 17 tháng 11 năm 1231. Từng đoàn người lũ lượt hành hương kính viếng mộ ngài và đã có rất nhiều phép lạ xảy ra tại đó. 4 năm sau, Đức Giáo Hoàng Gregorio thứ 9 đã tôn phong Elizabeth lên bậc hiển thánh. Thưa anh chị em và các bạn, đọc một câu chuyện dài như vậy, nhưng mà cuộc đời của cô chỉ vắn tắt có 24 năm thôi. 4 tuổi đã đính hôn, 24 tuổi qua đời. Và một chặng đường dài như thế, dù lúc ở trên đỉnh cao của danh vọng hay lúc xuống tận đáy của vực thẳm của khổ đau, vẫn chỉ một niềm tín thác vào quyền năng lòng thương xót Chúa, không thay đổi. Lúc có đầy đủ điều kiện sống trong ngôi vị như là một nữ hoàng thì cũng vẫn chỉ lo thực hành lòng thương xót, chăm lo cho người nghèo và sống như một người nghèo. Rồi đến lúc bị đối xử bạc đãi đến mức độ mà phải đi ăn xin, đến mức độ mà bị đuổi ra hoàng cung, ngủ ở chuồng heo, rồi lang thang không một chỗ nào có thể ở được, không ai cho trọ với hai đứa con thơ như thế, vẫn một niềm tín thác. Rồi đến khi người chồng qua đời, thương yêu chồng đến mức độ mà có thể đổi tất cả thế giới để lấy, nhưng mà nếu ý Chúa muốn thì vẫn sẵn sàng hiến dâng người chồng ấy cho Chúa, không giữ lại cho mình cái gì cả. Đến khi mà qua đời, tất cả phân phát cho người nghèo, chỉ giữ lại một cái áo dài xấu nhất để mặc. Chúng ta thấy thường những người có chức có quyền khi mà chết thì áo đẹp nhất. Anh em linh mục chúng tôi cũng vậy, chọn áo lễ đẹp nhất, cái gì đẹp nhất, đẹp nhất, đẹp nhất. Và trong cuộc đời của chúng tôi, ngay ngày các bạn đi thực hành lòng thương xót, chúng ta đến thăm trại cùi nhiều, đến những mảnh đời bất hạnh nhiều, nhưng mà có ai dám rước người cùi về nằm trên giường của mình? Có ai mà cúi xuống để mà rửa ráy cho họ được không? Hay là đi hầu bàn cho cả 300 người trước khi ngồi vào bàn của một nữ hoàng, của một công chúa không? Khó lắm thưa anh chị em. Đọc xong tôi thấy là cuộc đời của Elizabeth quá tuyệt vời. Về ơn Chúa rất mạnh và phải có một sự hy sinh tuyệt vời và có lòng yêu mến mãnh liệt mới có thể thực hiện được những việc bác ái, việc thực hành lòng thương xót. Nó vượt ngoài sức của con người như thế. Đôi khi các bạn có những cái hy sinh nhỏ nhỏ thôi mà đã cảm thấy khó chịu lắm rồi. Chịu khát một tí đi, chịu đói một tí đi, thức khuya một tí đi, rồi vác thêm ít bao gạo nữa đi, đã cảm thấy nặng nề lắm rồi, phải không? Đây là hy sinh lắm rồi, thế này thế kia, rồi chịu người ta đối xử bất công một tí thôi đã cảm thấy khó chịu rồi. Còn đây, bị chính em chồng của mình nó đuổi ra khỏi hoàng cung như là một người vô gia cư như thế, anh chị em nghĩ thế nào? Rồi chăm sóc như người bệnh đến mức độ mà coi họ như là Chúa Giêsu, ôm bồng ấm bế họ, cùi hủi rồi khó chịu nhất, đủ mọi thứ kinh khủng khủng khiếp nhất, vẫn nếm cảm trong lòng yêu mến. Đó là thực hành lòng thương xót đấy. Xin Thánh Nữ Elizabeth cho mỗi người chúng ta có được lòng yêu mến Chúa mãnh liệt để có thể nhìn thấy Chúa nơi những người mình đi thực hành lòng thương xót, nơi vùng sâu vùng xa, nơi những người đau ốm bệnh tật, những người phong cùi, những em cô nhi, những người cơ nhỡ, những người tội lỗi, những người khó tính khó nết, ngay cả những người trong chính cộng đồng gia đình của mình mà họ trái tính trở nết, họ đối xử bất công tệ bạc với mình vẫn một lòng yêu thương tha thứ và xót thương họ. Ngày 18 tháng 11, cung hiến thánh đường Thánh Phêrô và Phaolô. Thánh Phêrô đã được Chúa Giêsu chọn làm thủ lãnh hữu hình của giáo hội. Phụng vụ muốn dành ngày hôm nay để tôn kính tòa Thánh Phêrô, đồng thời cũng tôn kính quyền tối thượng của đấng kế vị Thánh Phêrô đã ở tại Antiochia. Vì trước kia có hai lễ riêng biệt để kính tòa Thánh Phêrô, một tại Roma và một tại Antiochia. Nhưng cả hai lễ đều mang cùng một ý nghĩa, nên ngày nay phụng vụ kính chung trong một ngày lễ gọi là kính tòa Thánh Phêrô. Vì lòng mến mộ các thánh tử đạo,
các tín hữu thường xuyên tới kinh viếng và cầu nguyện nơi phần mộ các ngài, đặc biệt là tại phần mộ của hai thánh tông đồ cả Phêrô và Phaolô. Mỗi ngày các Kitô hữu từ khắp nơi đổ về để cầu nguyện. Trong số những kẻ kinh viếng đó có cả hoàng đế Constantine. Sau khi nhập đạo Công giáo, hoàng đế Constantine năng lui tới kinh mộ thánh Phêrô và thánh Phaolô. 8 ngày sau khi lãnh phép rửa tội, ông đặt triều thiên lên mộ thánh Phêrô và khóc lóc sám hối tội lỗi của mình. Rồi dùng sẻng, ông lấy 12 giá đất kính 12 thánh tông đồ để ghi chỗ sẽ xây cất một đại thánh đường kính thánh Phêrô. Mộ thánh Phêrô nằm trên khu nghĩa trang cổ thế kỷ thứ nhất và thứ hai của người ngoại giáo và Kitô giáo. Chính hoàng đế khởi công xây cất thánh đường kính thánh Phêrô trên phần mộ thánh nhân để giúp mọi người có nơi cầu nguyện, cũng để tỏ lòng tôn kính vị thánh tông đồ trưởng. Đền thờ này quá lâu đời và bị bỏ hoang khi các giáo hoàng sống lưu vong ở Avignon 70 năm. Thánh đường này đã được Đức Giáo hoàng Jules thứ hai nới rộng vào năm 1506 với sự góp mặt của nhiều kỹ sư, nghệ sĩ nổi tiếng như Rossellino, Bramante, Raphael, Michelangelo, Carlo Modigno. Phải 175 năm sau mới xong. 175 năm sau mới xong và được Đức Giáo hoàng Urbano thứ 8 cung hiến ngày 18 tháng 11 năm 1626. Đền thờ có sức chứa được 45.000 người. Mặt tiền rộng 117 mét, cao 45 mét. Trên mặt tiền có 13 pho tượng, mỗi pho tượng cao từ 5 cho đến 7 mét. Bàn thờ giáo hoàng đặt trên mộ thánh Phêrô, chỉ có Đức Giáo hoàng mới được dâng lễ tại bàn thờ này. Ngày đêm có 95 ngọn đèn cháy nơi mộ thánh Phêrô. Vòm đền thờ cao 120 mét, đường kính 71 mét. Phía bên hữu đền thờ có một cửa gọi là cửa thánh. 25 năm mới mở một lần vào dịp năm Toàn Xá. Hết năm Toàn Xá thì cửa thánh ấy đóng lại. Trong đền thờ này có nhiều báu vật như là khăn bà Veronica dùng lau mặt Chúa, một phần cây thánh giá thật, lưỡi đồng đã đâm vào cạnh sườn Chúa, đầu của thánh Andre Tông Đồ. Đền thờ to lớn này tiêu biểu cho đức tin bất khuất, cho sức sống mạnh mẽ và trường kỳ của giáo hội, là trung tâm tín ngưỡng của người Công giáo. Thánh đường kính thánh Phaolô ở ngoài thành cổ Roma, trên đường từ Roma đến thành Osti, nơi thánh Phaolô trị chém, cũng do hoàng đế Constantine xây dựng, nhưng năm 1823 đã bị thiêu hủy gần hết do một cuộc hỏa hoạn. Đức Giáo hoàng Gregorio thứ 16 đã cho tái thiết và Đức Thánh Cha Pio thứ 9 cung hiến vào ngày 10 tháng 12 năm 1854. Với sự tham dự của các giám mục từ khắp nơi trên thế giới tụ về nhân dịp công bố tín điều Đức Mẹ vô nhiễm nguyên tội. Điều đặc biệt của đền thờ này, cửa chính làm bằng bạc, chạm bằng những hình nhắc lại cuộc đời của hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô. Cây cửa cao 7,5 mét, rộng 3,5 mét, nặng 8 tấn. Cũng có một cửa thánh chỉ mở vào năm thánh. Lòng nhà thờ ngang 60 mét, cao 23 mét, dài 120 mét, có 80 cột bằng đá khối. Chung quanh trên tường có hình các giáo hoàng từ thánh Phêrô cho tới bây giờ và có sức chứa được 32.000 người. Trong giáo hội sơ khai, các Kitô hữu, nhất là bên Đông Phương, thường 10 ngày giáp năm chịu phép rửa tội. Vào ngày này, họ lập lại lời khấn hứa khi chịu phép rửa tội và cảm tạ Thiên Chúa đã nhận mình vào số con cái người. Họ gọi ngày này là sinh nhật thiêng liêng của mình. Hợp với thực hành thánh thiện này, thưa anh chị em và các bạn, các giám mục cũng mừng ngày thụ phong của các ngài. Sau khi các giám mục qua đời, dân chúng thường kính nhớ ngày thụ phong của các ngài. Đó là nguồn gốc
các ngày lễ kính tòa thánh Phêrô tại Antiochia và tại Roma. Chúng ta vui mừng với lễ kính này để tôn kính việc cất nhắc vị thủ lãnh các tông đồ lên làm mục tử giáo hội chiến đấu và để quyết tâm hiệp nhất với Ngài bằng dây liên kết đức tin, đức cậy và đức mến. Hôm nay hội thánh mừng kỷ niệm ngày cung hiến hai thánh đường đó để tỏ lòng tôn kính thánh Phêrô và thánh Phaolô đã nhiệt thành phụng sự Chúa, can đảm chịu chết vì Chúa, trở nên hạt giống đặc biệt của Chúa đã làm nảy sinh cả một mưu duệ đông đúc, đó là hàng ngàn ngàn các thánh tử đạo đã muốn bắt chước Chúa Kitô trên thập giá để nên chứng tá cho tình yêu. Chiến thắng của các thánh tông đồ làm cho giáo đô của chúng ta có cả một đoàn đông đảo, những người mặc áo trắng tinh tuyền, vì họ đã tẩy và giặt áo trong máu con chiên. Họ chiếu sáng ra tận các miền xa xôi và dường như đã kết trên đầu thành đô này một triều thiên vinh quang lấp lánh những viên ngọc đá quý. Kể cả những viên gạch xây dựng đền thờ cũng nhắc chúng ta nhớ mỗi người là những viên đá sống động làm nên nơi Thiên Chúa ngự trị. Thưa anh chị em và các bạn, mỗi người phải lo trau dồi tâm hồn mình để xứng đáng nên cung điện Chúa như lời Thánh Cesare đã nói. Anh em rất thân mến, nếu chúng ta muốn hân hoan cử hành ngày kỷ niệm cung hiến đền thờ, chúng ta không được dùng những việc xấu xa phá vỡ đền thờ sống động của Thiên Chúa nơi chúng ta. Amen. Chúa đặt tay trên con, cho con thêm sức mạnh.